Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó chính là kẹp bướm ha. Hiện tại chúng ta mình đang cầm đây là một cái kẹp bướm đến từ nhà Eltromax nha mọi người, với mã số là NO111 nha mọi người. Trong một cái hộp như thế này thì chúng ta sẽ có tới 12 cái nha mọi người. Kích thước của một cái kẹp bướm này đó chính là 25mm nha mọi người. Với chất liệu là được làm từ thép này inox dưỡng da nha mọi người. Được phủ một lớp sơn bóng khá là bóng bẩy nha mọi người, không có bị chảy xước. Công dụng chính của cái kẹp bướm này thì nó sẽ giúp cho chúng ta kẹp lại những cái tài liệu rời rạc, làm cho nó gọn gàng hơn và chẳng bị mất những cái tài liệu đó ha mọi người. Mình sẽ cho mọi người cùng coi đây là cái độ dày của cái tài liệu của mình ha. Đây là kẹp bướm 25mm nha mọi người. Đó. Chỉ cần với một cái kẹp bướm như thế này thôi thì mình sẽ kẹp được nó khá là chắc, rồi nó không có bị bong ra hay bị xê dịch cái tài liệu của mình ha. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể linh động kẹp ngang nó cũng được. Kẹp ngang thì chúng ta nên kẹp tới 2 cái kẹp bướm để cho nó chắc ha. Khá là hai nha mọi người, chúng ta có thể linh động nó như một cái sổ sắt của mình. Còn 2 cái thôi thì nó đã rất là chắc chắn, không có bị rơi ra được cái tài liệu ha. Ngoài cái công dụng kẹp tài liệu rồi đạt đây thì chúng ta cũng có thể dùng để đóng dấu các trang sách mà mình đang đọc dở dang cho mọi người. Chỉ cần với một cái kẹp bướm nhỏ gọn như thế này thôi thì mình đã đóng dấu được các trang sách mà mình đang đọc dở rồi nha mọi người. Thế là tiện lợi đúng không? Ngoài những cái công dụng chính là kẹp tài liệu của mình ra thì mình cũng có một số mẹo vặt và những cái công dụng phụ nhỏ để chia sẻ cho mọi người ha. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng trong gia đình được luôn. Ví dụ như chúng ta có thể phơi đồ hay là treo mắt những cái đồ đẹp linh tinh của mình mà không có chỗ để và sợ mất thì chúng ta hãy kẹp nó lên và treo lên ha. Nếu mọi người quan tâm đến sản phẩm này thì mọi người hãy bấm vào phần mô tả. Ở dưới mình có gắn một cái phần link cho mọi người muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm ha. Nếu mà mọi người đã theo dõi hết video clip, nếu mọi người cảm thấy yêu thích mình thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé.